Ê cu, có tiền không? Cho bọn này xin vài đồng. Em ơi, vào mua rau cho chị với. Lấy em mấy củ cà rốt à? Được. Cô cứ yên tâm, rau nhà chồng nó tươi lắm, không thuốc sâu thuốc gì đâu. Em làm gì có à? Ê, anh ơi, đâu? Thế đây là gì? Chúng em định lừa bọn này à? Giả tiền của em đây. Đây cô. Nhà trông gì mà xấu dập này? Này, định bịp người à? Dạ, cô xem lại đi, chứ tôi mới cắt sáng nay mà. Đây, chị xem đi, không dập được lá gì. À, con chó này. Bỏ ra. Dạ, thế để tôi đổi cho cô phụ khác nhé. Thôi, bà ơi, nhìn này chắc toàn thuốc, mua về giúp bệnh người à? Cô đừng nói vậy, tội cho tôi. Tội gì ngữ bà? À, thế thôi tôi xin lỗi cô ạ. À. Nhớ mặt tao ấy. Từ giờ, mỗi ngày phải đóng bảo kê cho bọn tao 100.000, nhớ chưa? Nhưng em... Thích yên ổn hay là an toàn? Dạ vâng ạ, em biết rồi ạ. Tốt, coi như hôm nay là quà ra mắt. Đi nha. Thôi, vì cái thái độ biết điều của bà ấy, tôi sẽ mua cho bà mớ rau khác đấy. Coi như làm phước. Dạ cảm ơn cô ạ. Sao về muộn thế hả con? Mặt mũi sao thế kia? Con không sao, vừa ngã thôi. Sao ngã mà mặt mũi lại xước xác thế kia? Tay chân lại không có cái vết gì thế hả con? Con đã bảo là ngã. Mẹ cứ kệ con. Kiểu gì cũng gặp lại bọn kia. Đến nước này thì không thể để bị bắt nạt mãi được. Một cơm cô ơi. Này. Sao hôm nay không thấy bà Linh đi chợ nhỉ? Chắc ốm hay sao ấy. Thôi, tí tôi gọi điện xem sao. Mua cái gì hả chị? Này thằng kia, sao rồi? Tiền bọn này đâu? Biết bật cái bờ mô lên à? Đứa nào đây? Thì ra chúng mày là người bắt nạt con bà. Nó là con bà. Tôi giải thích được không? Bà làm bà muốn bà. Bà già giỏi lắm. Lần sau mà bắt nạt con ta thì đừng có chết. Mẹ. Ba. Yeah.